Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo một số ban ngành địa phương vừa có chuyến khảo sát thực địa dự án tuyến đường kết nối liên vùng từ tỉnh lộ 16 Hương Bình, thị xã Hương Trà với đường tránh phía Tây thành phố Huế nhằm phục vụ nhu cầu đi lại khu vực ngoại ô phía Tây thành phố Huế về trung tâm. Sau một buổi đi bộ khảo sát đường rừng với chiều dài gần 3 km từ vùng Lim, phường Hương Hồ, thành phố Huế đến tỉnh lộ 16, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cho rằng, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng từ tỉnh lộ 16, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà với đường tránh phía Tây thành phố Huế, phường Hương Hồ, thành phố Huế là rất cần thiết nhằm thực hiện đa mục tiêu trong việc lưu thông, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân khu vực ngoại ô phía Tây thành phố, rút ngắn quãng đường giao thông từ các xã Hương Bình, thị trấn Bình Điền về trung tâm thành phố Huế, tạo thuận lợi phát triển sản xuất và vận chuyển xử lý rác thải đến nhà máy rác Hương Bình, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, dự án tuyến đường kết nối liên vùng từ tỉnh lộ 16 với đường tránh phía Tây thành phố là dự án được đầu tư trên cơ sở đường cũ đã có sẵn, chỉ mở mới hoàn toàn một đoạn tuyến dài khoảng 2,5 km, phù hợp với định hướng phát triển giao thông vận tải tỉnh, phù hợp với hướng tuyến đường tỉnh lộ 19B thuộc quy hoạch giao thông vận tải tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan sớm có đề xuất phương án hiệu quả, khả thi nhất để dự án sớm được triển khai, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.